học lớn nhỏ lúc nào mà biết lớn nhỏ ấy nhỉ? Cái dấu này là dấu gì? Viết ra đi. Viết thử số đây xem nào. Anh Thái viết như vậy. Ở đây viết thử số một số mẹ xem nào. Một số 4 đi. Ở đây con viết hết rồi. Con cứ viết thử một số đi. Mẹ xem nào, mẹ cho điểm 10. Viết một số 4 đi. Còn một cái thẳng ở đây. Số 4 con viết sai rồi nhá. Số 4 này vòng như này này. Đấy, tí nó bay đi đúng không? Mẹ ơi, đây là quyển sách viết chữ bay. Khi chúng ta viết bút này, một quyển sách sẽ được đi kèm một bút và ba ngòi. Một bút, ba ngòi kèm một con cá để định hình tay. Thì chúng ta viết như này, một lúc sau thì nó bay đi. Thì mai các bé có thể quay lại, viết lại số 4, ôn lại bài. Không như những quyển sách bình thường là khi chúng ta viết lên thì mực nó in trên đó, thì chúng ta không thể viết lại. Nhưng mẹ ơi, viết vào tay nó tự tan biến luôn đấy. Ừ. Đâu, con thử viết ra đây đi. Viết ra đây đi. Viết ra đây. Để xem nó bay đi như nào. Đây, viết ở đây. Con viết ra đây nó tự tan biến, nó tan biến rồi. Tí nữa nó tan biến một tí rồi. Sẽ, lát nữa nó sẽ bay đi, đúng như kiểu mình lau đi như này. Ôi, mẹ nhìn tay hết. Cái dấu này, nãy viết rất đậm và đã gần bay đi rồi này. Thì chữ cũng thế, rất là tiện lợi cho các bé. 20.000 một quyển sách và một bộ bút ba ngòi và một con cá định hình tay.